cách lấy lòng đồng nghiệp cùng cơ quan nhanh chóng. Có quá nhiều áp lực, nỗi sợ hãi và rắc rối trong mối quan hệ đồng nghiệp khiến đôi khi bạn chỉ muốn bỏ mặc thế giới xung quanh và làm việc của mình một mình. Tuy nhiên, hoàn thành tốt là hai cấp độ khác nhau. Và để hoàn thành tốt công việc không thể thiếu sự hỗ trợ, hợp tác của đồng nghiệp, 8 cách lấy lòng đồng nghiệp sau đây sẽ tạo ấn tượng về sự chuyên nghiệp và xuất sắc đến từng chi tiết. Cùng đón xem nhé! Lấy lòng đồng nghiệp bằng lời chào mỗi sáng. Đừng để ngày làm việc của bạn không được như ý, với một vài bước tiến lớn để chào đón ngày mới. Thay vào đó, hãy thực hiện các bước nhỏ và nhanh chóng đưa bạn từ phòng này sang phòng khác. Sự thiếu thân thiện chỉ khiến những đồng nghiệp muốn xa lánh bạn. Thay vào đó, hãy nở nụ cười rạng rỡ, chào hỏi mọi người vào mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu công việc. Bạn sẽ ngạc nhiên làm thế nào mà hành động lịch sự tối thiểu lại có thể phá vỡ lớp băng của những mối quan hệ nguội lạnh ở công ty, nhớ tên và hiểu công việc của họ. Luôn nhớ tên khách hàng của bạn ngay lập tức và gọi họ một cách chắc chắn. Ngay cả khi sắp đến thời hạn quan trọng, hãy ghi nhớ tất cả các chi tiết của chúng để có thể chính xác vào lần sau. Nhớ tên và hiểu công việc của các nhân viên khác là thể hiện bạn thực sự tôn trọng và quan tâm tới đồng nghiệp. Lời khuyên dành cho bạn là hãy ghi lại tất cả dữ liệu của mình và thiết lập một ứng dụng ghi chú để khi đi làm. Việc ghi chú lại mọi chi tiết trở nên thật đơn giản, ăn mặc lịch sự để lấy lòng đồng nghiệp từ lần đầu. Không ai ngăn cản bạn thể hiện cá tính của mình qua cách ăn mặc, nhưng đừng vì điều đó mà quá lố, không nên phô bày cơ thể quá đà bằng những trang phục ngắn cũn cỡn, khoét sâu hay hở hang đến mức mặc quần đùi, đi dép lê. Điều đó khiến người đối diện cảm thấy e dè, ngại ngần và không muốn kết bạn với bạn. Luôn đúng giờ, đi làm muộn là một biểu hiện của sự thiếu tôn trọng, cũng như một dấu hiệu của người không đáng tin cậy và không có tổ chức. Thậm chí, ở lại muộn hơn để hoàn thành công việc cũng sẽ khiến hình ảnh của bạn trong mắt đồng nghiệp trở nên đáng ngưỡng mộ hơn. Đừng tỏ ra mình là giáo sư biết tuốt. Một nguyên tắc vàng mà bạn lúc nào cũng nên nhớ, đó là đừng bao giờ tỏ thái độ ngạo mạn, cho rằng mình giỏi hơn người khác. Cầu thị là đức tính nên có của mỗi nhân viên, luôn lắng nghe đóng góp ý kiến, chỉ dẫn của các đồng nghiệp, học hỏi từ mọi người xung quanh, chính là cách để tiến bộ nhanh nhất. Lấy lòng đồng nghiệp bằng cách nói không với buôn chuyện, nói sau lưng người khác là một hành động khiến bạn trở nên xấu xí, không đáng tin cậy và cũng không phải ai cũng có đủ thời gian rảnh rỗi giữa chốn công sở để ngồi nghe hết những câu chuyện từ phòng nhân sự đến phòng kinh doanh sang ban giám đốc mà bạn nắm rõ đâu. Tạo ra những chủ đề trò chuyện thân mật, lúc nghỉ ngơi, giải lao, ăn trưa, sau giờ làm là những thời điểm vàng để bạn kết thân với đồng nghiệp, phá băng những mối quan hệ còn lạnh lẽo. Bạn có thể tìm đến những chủ đề thuộc mối quan tâm chung để tăng tính thân mật trong câu chuyện. Như giá cả thị trường, một bộ phim mới ra rạp hay một trận đá bóng gay cấn vừa diễn ra, để những người tham gia trở nên thoải mái chia sẻ hơn. Một số món đồ yêu thích bạn nên chuẩn bị để lấy lòng đồng nghiệp, chè Thái Nguyên thượng hạng là lựa chọn đầu tiên. Thái Nguyên đã trở thành đệ nhất danh trà nổi tiếng khắp cả nước. Uống trà Thái Nguyên không chỉ để thưởng thức hương vị của chè ngon của chè, mà còn giúp nâng cao sức khỏe, nâng sức đề kháng, ngăn chặn ung thư. Nước chè Thái Nguyên có màu xanh, uống vào ban đầu có vị chát nhưng hậu lại ngọt rất hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Chính cái hương vị này đã làm nên tên tuổi của chè Thái Nguyên và được mọi lứa tuổi ưa thích. Vì vậy, mỗi lần có dịp lên Thái Nguyên, mọi người đều cố gắng mua được vài cân chè về làm quà tặng người thân. Chè Thái Nguyên ngon luôn được coi là một món quà tặng đồng nghiệp cần thiết. Bắt kính Zippo B029 phù hợp làm quà tặng bắt chuyện với đồng nghiệp. Bất kỳ chàng trai nào sở hữu và đeo mắt kính Zippo OB029 cũng đều có được vẻ đẹp lịch thiệp, tinh tế trong gu thời trang, đặc biệt phù hợp với những ai theo đuổi phong cách của các doanh nhân khi đi kèm với vest, siêu hay áo sơ mi. Cọng kính được tạo nên từ polycarbonate siêu nhẹ mang đến sự chắc chắn, bền bỉ và thuận tiện cho sản phẩm. Miếng đệm cũng thương hiệu này chăm chút kỹ lưỡng, tạo sự mềm mịn, thoải mái khi đeo mà không hề bị đau hay xước da. Ngoài ra, khả năng chống tia cực tím của loại kính này là rất tốt, lên tới UV400. Giúp người đeo không bị hại mắt khi đi dưới trời nắng, hộp bảo quản Kohi 3 A941 cao cấp, hộp ủ bảo quản Kohi 3 A941 làm toàn bộ bằng gỗ tuyết tùng, thiết kế giữ nguyên vân gỗ tông vàng đen, tạo nên sự thu hút đặc biệt. Hộp có đồng hồ đo độ ẩm, khóa chốt riêng tư hay giữ ẩm thông minh, có thể đựng khoảng 100 điếu xì gà phụ thuộc vào kích thước điếu. Mở hộp ra bạn sẽ thấy sự đẳng cấp và thu hút thật sự. Hộp ủ bảo quản Kohi 3 A941 là thiết kế hộp bảo quản xì gà tâm đắc của Kohi 3. Nó khiến rất nhiều người siêu lòng và mê mẩn khi sử dụng. Bao da Porcher BC1004, ông Hoàng quà tặng bắt chuyện với đồng nghiệp. Bao da xì gà Porcher BC1004 thiết kế kết hợp hai màu vàng đen ấn tượng. Vỏ bao da được làm bằng da với màu đen cổ điển, có biểu tượng của hãng màu vàng được in nổi bật. Thân bao da được làm bằng gỗ tuyết tùng, bọc da vàng bên ngoài.
thân bao chia làm 3 ngăn, đựng được 3 điếu cố định. Đặc biệt, trên bề mặt bao da, đường chỉ thêu tinh tế, vân chéo độc đáo, sản phẩm cứng cáp, độ bền cao, có thể giữ vẹn tròn mùi hương và vị của điếu xì gà, là sản phẩm hoàn hảo cho những tín đồ xì gà hay đi công tác, tiệc tùng. Sản phẩm giúp đem đầy đủ phụ kiện xì gà giúp cho quý ông sử dụng dễ dàng. Bao da được thiết kế bọc da, khâu hoàn toàn thủ công, bên trong bao da làm bằng gỗ tuyết tùng, đựng được 3 điếu xì gà, sản phẩm thiết kế cứng cáp, sang trọng, tạo nên đẳng cấp riêng biệt. Đây chắc chắn sẽ là bạn đồng hành thân thiết của giới mộ điệu xì gà. Ngoài ra, bạn có thể dùng hộp đựng xì gà làm quà tặng ý nghĩa cho bạn bè, người thân yêu. Chắc chắn họ sẽ hài lòng từ phút đầu tiên. Bật lửa Steel Dupont. Bật lửa Steel Dupont cao cấp sở hữu đường nét mạnh mẽ, phóng khoáng kết hợp với sự tinh tế nhẹ nhàng, giúp bao quý ông phải dõi theo sản phẩm với sự đẹp lạ mà dòng sản phẩm này mang lại. Không chỉ là vật dụng hàng ngày, mà là niềm đam mê của những người sưu tầm. Mẫu bật lửa này không chỉ sở hữu phong cách thời thượng mà còn đảm bảo tối ưu hóa chức năng mà một bật lửa hiện đại cần có. Dupont là một hãng bật lửa hàng hiệu nắm bắt được những xu hướng của thời cuộc để ứng dụng vào sản phẩm của mình, biến những vật dụng tưởng chừng bình thường trở nên cuốn hút đến lạ. Mẫu bật lửa xì gà này sử dụng tông màu sang trọng, giúp sản phẩm trông hiện đại hơn nhằm tăng sự thời thượng, sành điệu cho chủ nhân. Đồng thời, thiết kế bật lửa khá đơn giản, hợp bàn tay nên việc sử dụng bật lửa này cũng khá dễ dàng, không gây khó khăn cho chủ nhân của sản phẩm. Bật lửa Dupont được làm từ những chất liệu như hợp kim đồng hoặc hợp kim sáng bóng, rắn chắc, nhẹ, bền, pha chất liệu vàng cao cấp mạ lớp vỏ bên ngoài, khiến cho chúng trở thành loại bật lửa quà tặng khách hàng VIP cực kỳ thu hút và ý nghĩa. Bình trang trí gốm sứ, việc trang trí nhà mới là vô cùng quan trọng. Đặc biệt là trang trí phòng khách, bộ mặt của căn nhà cũng như thể hiện phong cách của gia chủ. Chính vì thế, bạn có thể lựa chọn những món quà gốm sứ là đồ trang trí cho phòng khách của chủ nhà. Những chiếc bình trang trí luôn được nhiều người lựa chọn bởi vẻ đẹp sang trọng nó mang lại cho căn phòng. Hiện nay có nhiều mẫu mã và kiểu dáng mang phong cách nhau, vì vậy bạn nên tìm hiểu về phong cách thiết kế, màu sắc cũng như sở thích của gia chủ để lựa chọn món đồ phù hợp cho căn nhà. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể lựa chọn những chiếc bình hút tài lộc bát tràng vừa có thể trang trí, mang tới may mắn, tài lộc, thành công cho gia chủ. Đây được coi là quà tặng gốm sứ phong thủy được rất nhiều khách hàng lựa chọn làm quà tặng cho đồng nghiệp. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm nhiều video khác để ủng hộ shop nhé!